Xin hân hạnh chào mừng quý khán thính giả một lần nữa đến với chương trình Thời sự cuối tuần với Tyler Diệp trên kênh YouTube TD Broadcasting. Thưa quý vị, hiện nay là ngày 8 tây tháng 11, trưa ngày Chủ nhật của 8 tây tháng 11. Trước khi chúng tôi bắt đầu vào chương trình hôm nay, chúng tôi một lần nữa xin có lời mời đến với những quý vị nào hiện nay là đang xem chương trình này lần đầu tiên. À, xin quý vị vui lòng bấm nút uh, subscribe ở dưới cái màn ảnh của uh, của quý vị uh, để mà ghi danh vô chân, trong chương trình này uh, khi nào chúng tôi có những cái video mới thì uh, youtube hay là google uh, sẽ thông báo cho quý vị ngay lập tức và thưa quý vị uh, cũng uh, giữ theo cái lời hứa hẹn rằng cố gắng uh, có những chương trình thời sự vào những ngày cuối tuần để cho cập nhật cho quý vị về những tin tức liên quan đến vấn đề chính trị dòng chính của mỹ thì trong uh, ngày hôm nay uh, chúng tôi uh, muốn chia sẻ À, ba bản tin sau đây à, thứ nhất à, liên quan đến việc là à, nội bộ của đảng cộng hòa à, đang à, lúng túng à, trong việc à, có nên hay là không nên chúc mừng cho ông joe biden à, đã được tuyên bố là đắc cử tổng thống hay chưa à, trước khi mà các tiểu bang có à, cái sự mà gọi là xác, à, xác định chính thức à, và cũng trong lúc đó À, thì tổng thống Donald Trump hiện nay à, đang gọi là à, củng cố cái sự hậu thuẫn của mình ở tại à, tòa bài đốc đó là bản tin đầu tiên bản tin thứ hai à, liên quan đến à, những cái tin đồn à, hay là những cái bài báo tại một số các cơ quan truyền thông à, cấp tiến hay là thiên tả à, cho rằng là đệ nhất phu nhân Melania Trump và Cố vấn tòa bài đốc Jared Kushner cũng như là con rể của Tổng thống Donald Trump đã có nhiều cuộc nói chuyện với Tổng thống Trump về việc rằng là ông nên uh, chấp nhận cái kết quả của bầu cử và tuyên bố rút lui. Đó là một cái bản tin thứ hai uh, về vấn đề chi tiết này. Uh, và cái bản tin thứ ba, thưa quý vị, uh, liên quan đến việc là có phải là vì đảng Dân Chủ đã quá uh, cực tả, quá cấp tiến và họ đã dùng cái chiêu bài là Defund the Police cắt giảm ngân sách của các lực lượng an ninh cũng như lực lượng thực thi pháp luật cho nên rằng là à, họ đã mất ghế hay là họ đã gặp được cái sự thất vọng à, ở tại những cái cuộc tranh cử à, vào à, quốc hội à, trong mùa bầu cử này để quý vị thấy rằng là tại sao mà à, nếu mà chúng ta cho là ông, ông Joe Biden thắng đi nhưng mà tại sao đảng Dân Chủ lại mất ghế ở tại quốc hội À, đó là ba bản tin mà chúng tôi muốn à, chia sẻ và cũng như là à, phân tích rõ hơn với quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị à, bản tin đầu tiên à, liên quan đến hiện nay là à, đảng cộng hòa hay là nội bộ của đảng cộng hòa à, đang gặp một số các vấn đề mà gọi là mâu thuẫn hay là nội bộ của họ đang bị lúng túng trong cái việc rằng là nên hay không nên chấp nhận cái cuộc bầu cử này và phải phản ứng như thế nào khi mà được giới truyền thông hỏi À, thì hiện nay có đến ba uh, cái ba cái nhóm hay là ba phe hiện nay trong đảng cộng hòa cái phe thứ nhất đó, thì chắc quý vị cũng không có lấy làm gì ngạc nhiên lắm à, những người như là thượng nghị sĩ Mitt Romney của tiểu bang Utah à, đảng cộng hòa à, cũng đã từng tranh cử tổng thống là cái vị thượng nghị sĩ cộng hòa đầu tiên đã có lời chúc mừng đến ông Joe Biden khi mà các cơ quan truyền thông lớn tuyên bố rằng là dựa theo cái sự mà gọi là mô phỏng của họ về vấn đề mà gọi là ước tính uh, số lượng đó thì họ cho rằng là ông ông Joe Biden đã giành đủ phiếu cử tri đoàn. Thì sau khi mà cái uh, cái sự kiện này nó xảy ra vào ngày hôm qua, uh, Mitt Romney ở tại tiểu bang Utah, thượng nghị sĩ Pat Toomey uh, cũng Cộng hòa tại tiểu bang Pennsylvania và cũng như là thượng nghị sĩ Lisa, Lisa Murkowski của bang Alaska đã đồng loạt uh, có lời chúc mừng theo phép xã giao đối với lại liên danh của Biden Harris. À, nhưng không phải đảng viên đảng cộng hòa nào à, cũng như vậy. À, chúng ta thấy rằng là tính đến giờ phút này thì những người như là à, dân biểu Jim Jordan của tiểu bang Ohio, à, thống đốc Kristi Noem của tiểu bang South Dakota vẫn lên trên những chương trình à, bình luận tin tức cuối tuần để mà cho rằng là cái kỳ cái, cái cuộc bầu cử này là một cuộc bầu cử có nhiều cái sinh hoạt gian lận, có nhiều lá phiếu à, đáng lẽ là không nên đếm mà đã được đếm à, vân vân và họ cho rằng là à, cái kết quả này nó chưa định cho đến khi nào mà tổng thống donald trump có cái cơ hội để mà trình bày ra những cái bằng chứng mà ông cho rằng là à, những cái cuộc bầu cử hay là những cuộc đếm phiếu ở tại những nơi như là wisconsin, michigan, pennsylvania à, đều có những cái um, hoạt động gian lận cả thì đó là là một cái một cái một cái cực khác nữa ở bên đảng cộng hòa bây giờ người ta đang chờ là, là người ta đang chờ ai nếu mà cho trường hợp là tổng thống donald trump đang trên đường uh, đi ra khỏi tòa bạch đốc đi thì cái vị viên chức đảng cộng hòa cao cấp đó nhất hiện nay đó là thượng nghị sĩ Mitch McConnell trưởng khối đảng cộng hòa uh, ở tại thượng viện uh, cũng là trưởng khối đa số uh, ở tại uh, thượng viện tới giờ phút này nếu mà quý vị nhìn lên trên cái màn hình đó chúng tôi đưa lên một cái tweet để cho quý vị thấy đó là ông Mitch McConnell đưa ra một cái tweet để cho người ta không có hỏi ông nữa. Ông nói rằng đây là cách mà đất nước vĩ đại của chúng ta phải uh, điều hành, đó là mỗi lá phiếu hợp pháp phải được đếm. Những lá phiếu bất hợp pháp không nên được đếm và tất cả mọi phe uh, mọi phe phái đều phải uh, tôn trọng và tuân thủ theo cái cái quá trình này và các tòa án đang sẵn sàng để mà áp dụng à, những cái luật này và cũng như là làm trọng tài cho những cái sự khác biệt về vấn đề luật lệ. À, đó là cách mà người Mỹ à, quyết định cái cuộc bầu cử. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị nhìn về cái tweet này đó thì ông đưa cái thuyết này ra vào ngày 6 tây tháng 11 vào lúc 4 giờ 57 à, phút giờ sáng uh, của giờ miền Tây Hoa Kỳ. Thì nếu quý vị thấy rằng là cái thuyết này đã được đưa ra vào ngày thứ sáu, sáng sớm ngày thứ sáu. Các cơ quan truyền thông sau đó đã cho rằng là ông Joe Biden đắc cử vào sáng ngày thứ bảy, đó là ngày 7 tháng 11. Thì từ lúc đó cho tới giờ, Mitch McConnell vẫn chưa có tỏ thái độ. Ông không có ông không có chúc mừng ông Joe Biden, nhưng mà ông cũng không có đứng ra để mà chỉ trích là các cơ quan truyền thông đã tuyên bố sai, ông vẫn giữ cái thái độ im lặng trong suốt ngày hôm nay, cũng như trong suốt ngày hôm qua, chúng tôi vẫn theo dõi cái cái Twitter và cũng như là các thông cáo báo chí của văn phòng của ông Mitch McConnell mà vẫn chưa thấy ông tỏ thái độ. thì đây cũng là một cách là để cho quý vị thấy rằng là nội trong cái đảng cộng hòa thôi, nó có có nhiều cái khuynh hướng chính trị khác nhau, chứ không phải là ai cũng chống tổng thống, ai cũng binh tổng thống có nhiều người hiện nay họ vẫn không biết rằng là uh, cái bước kế tiếp của họ nên làm là như thế nào thì đó là về các bản tin uh, liên quan uh, đến uh, cái sự mà gọi là uh, khó xử của nhiều người ở, ở trong đảng khi mà chúng ta chưa biết rằng là trong tuần tới đây đó tổng thống donald trump sẽ kiện ở tại tiểu bang nào và ông sẽ đưa ra những bằng chứng nào để cho thấy rằng là có những cái sự gian lận trong vấn đề mà kiểm phiếu ở tại những tiểu bang chiến địa À, thì chắc là phải đợi đến cái việc mà gọi là cái 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 cái, cái hồ sơ uh, pháp lý đó được đưa ra thì mình mới biết rằng là bên tổng thống Donald Trump có một cái con đường pháp lý gì uh, để mà có thể thay đổi được cuộc diện hiện nay uh, hay không chứ còn nếu mà thích, tiếp tục đếm phiếu nữa thì uh, theo cái đà mà của cái vị thế trong suốt suốt thời vừa qua đó, Hãy càng đếm thì ông Trump càng thua uh, cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà đếm phiếu là cái việc uh, không có khả thi bây giờ là chỉ có là loại bỏ đi những cái lá phiếu nào mà bên kia cho rằng là bất lợi uh, với, với với cuộc tái ứng cử của ông Trump thôi và đó là bản tin đầu tiên thưa quý vị về đảng cộng hòa. Bản tin thứ hai nữa mà chúng tôi đọc xong bản tin này đó, chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ sẽ thích nghe và một số người chắc cũng đã nghe rồi và cũng hơi hoang mang là không biết chuyện gì đang xảy ra uh, sáng sớm ngày hôm nay thì đài truyền hình CNN đã đưa ra một cái headline rất là dịp gân và họ cho rằng là uh, dựa theo hai nguồn tin uh, ẩn danh họ cho rằng là cố vấn tòa bài đốc cũng là con rể của tổng thống Trump là ông Jared Kushner và đệ nhất phu nhân Melania Trump đang cố vấn tổng thống Trump nên chấp nhận với cái kết quả của cuộc bầu cử và nên ra đi một cách mà gọi là uh, nó, nó 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 đúng với cái là cái truyền thống của những đời tổng thống trước uh, nhưng cũng theo CNN hai đứa con trai lớn của ông Trump, hay là hai người con trai lớn của ông Trump đó là Donald Trump Jr. và ông Eric Trump thì khuyên người bố của mình là phải nên tiếp tục uh, đấu tranh cho tới cùng và đem cái hồ sơ này lên tòa án để mà phân xử chứ không có nên bỏ cuộc, không có nên chấp nhận cái cuộc bầu cử này Thì khi, thưa quý vị, uh, tôi cũng làm trong uh, Đại Việt Face cũng nhiều năm uh, và cũng thường xuyên đọc báo đó, cho nên là khi mà tôi thấy CNN mà có run một cái cái, cái 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 bản tin như vậy thì cũng phải hồ nghi và chúng tôi cũng đã cố gắng uh, xem những cái cơ quan truyền thông khác, uh, những cái tờ báo điện tử khác coi là họ có đưa tin này không thì thật sự ra nhìn vào những cơ quan truyền thông khác đó có thể là họ đưa tin nhưng mà họ cũng dựa theo cái bản tin này của đài truyền hình CNN cho nên là uh, nếu mà quý vị hỏi tôi cái tin này nó có thật sự xảy ra không thì thật sự là thay không có dám À, không có dám nói một cách quả quyết rằng là nó có Tại vì cái tin đồn này nó rất là thất thiệt Và một lần nữa Khi mà các cơ quan truyền thông đưa ra những cái bản tin Mà dựa theo những cái nguồn tin Mà ẩn danh đó, thì Khó nói lắm tại vì ẩn danh là ai Thì CNN đưa một chuyện như vậy Để cho quý vị thấy rằng là à, Một cái vụ bình thường như vậy thôi Mà nó cũng đã khiến cho dư luận xôn xao rồi à, Đó là ngay, ngay lập tức sau đó Thì cũng một Cơ quan truyền thông khác có khuynh hướng cấp tiến gọi là Axios đã đưa ra một cái một cái bài báo với cái tựa đề rằng là Jared Kushner cố vấn cho Trump nên theo đuổi những biện pháp pháp lý liên quan đến cuộc bầu cử. Tôi có thấy rằng là cùng trong một ngày hai cơ quan truyền thông cấp tiến lại đưa ra hai cái tích hay là hai cái headline hoàn toàn là khác nhau và nó khiến cho bên tòa bài đốc mà cũng như là bên À, ban tranh cử của ông ông Donald Trump phải đính chánh. Và quý vị thấy rằng là, là sau khi mà có hai, hai cái headline này rồi, thì trong cái chương trình, trong cái chương trình uh, uh, của uh, bình luận vào cuối tuần đó, uh, của các đài truyền uh, hình lớn đó, thì cố vấn tranh cử của ông Trump, đó là ông J Jason Miller, cũng phải đính chính cái việc này. Và ông cũng đã đưa lên cái tweet, quý vị đang thấy, đang thấy cái tweet ở trên uh, màn hình ông 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 Miller ông nói rằng là cái bài báo của, của CNN hoàn toàn là không đúng sự thật là một cái dạng fake news à, con rể của ông Trump và cũng như là vợ của ông Trump chưa bao giờ mà khuyên ông là nên chấp nhận cái cuộc cái cái kết quả của cuộc bầu cử này à, không không nên chấp nhận mà phải um, tiếp tục gọi là tranh đấu cho tới cùng thì kể sau đó đó quý vị thấy uh, sau sau khi mà uh, Jason Miller phải đứng chánh tòa bạch đốc nghĩ rằng là cái này nó cũng không có đủ nữa. Cho nên rằng là sau đó thì quý vị thấy uh, văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng phải đưa ra một cái tweet và, và bà viết như sao hay là hay là những là văn phòng của bà viết như sao bà viết rằng là người dân Mỹ uh, xứng đáng với một cuộc bầu cử công bằng uh, và mọi lá phiếu hợp pháp chứ không phải là những lá phiếu bất hợp pháp nên được đếm chúng ta phải bảo vệ cái hệ thống dân chủ và chúng ta phải hoàn toàn minh bạch. Đây là cái tweet mà à, đệ nhất phu nhân Melania Trump đưa ra vào lúc 10 giờ 45 phút sáng vào ngày hôm nay, đó là ngày 8 tây tháng 11. À, giờ miền Tây của Hoa Kỳ thì có nghĩa rằng là lúc mà bà đưa ra ở giờ miền Đông đó thì chắc là nó nó cũng phải là, phải là độ là 7 giờ 45 phút sáng. Để cho quý vị thấy được là hiện nay nó có rất nhiều cái nguồn tin nó trái chiều với nhau và chúng ta dễ hiểu lầm nếu mà mình không có nghiên cứu và theo dõi hết tất cả uh, những cơ quan truyền thông và cho biết rằng là uh, những cái nguồn tin này nó tới từ đâu. Uh, tôi chia sẻ cái bản tin này đến cho quý khán, khán giả và hy vọng rằng quý vị thấy thấy đây là một trong những ví dụ là khi mà mình thấy cái gì ở, ở từ một cơ quan truyền thông nó cũng không đủ chúng ta nên kiểm chứng bằng cách lần đọc những cái bài báo của những cơ quan truyền thông khác. À, cũng như là nếu mà chúng ta thấy những cái gì ở trên các trang mạng xã hội đó, ví dụ như trên Facebook à, hay là trên Google, đó, mình không có nên tin 100%. Mình nên kiểm chứng trước. Mình thấy rằng là nếu mà tất cả các cơ quan truyền thông ở đây đều nói đúng một tin, đó, thì mình mới cho rằng là nó hợp lý. Còn nếu mà chỉ có một nơi hay là hai nơi đưa, hay là những cái cơ quan truyền thông mà quý vị xem đó, mà nó chưa chắc là nó thật nữa, À, tại vì có có nhiều nơi giả giả, giả dạng cái à, cái logo của NBC hay là của CBS thì đây là một cái tin mà nó à, nó nó cũng khiến cho tôi bài đốc, à, phải à, đính chính à, trong à, trong ngày hôm nay và thưa quý vị cái bản tin cuối cùng chúng tôi muốn đưa ra à, đó là về là tại sao ứng cư viên của đảng dân chủ là ông Joe Biden cho là đắc cử tổng thống phiếu phổ thông cao nhất phiếu cử tri đoàn cũng cao hơn ông Trump nhưng mà tại sao cái đảng của joe biden lại thất thế ở những cuộc đua quốc hội đó là tại vì thưa quý vị trong ngày hôm nay đó cũng có một số các uh, nhân vật trong đảng dân chủ mà chúng tôi gọi họ là những thành phần bô lão của đảng dân chủ họ đã lên để mà họ giải thích rằng là không thể nào đảng dân chủ có thể gặp được những sự thắng lợi nếu mà đảng này vẫn tiếp tục đi theo đuổi những chính sách cực đoan của thành phần cấp tiến hay là thành phần uh, cực tả ở trong đảng Dân Chủ. Lấy ví dụ như là uh, những người như là ông Bernie Sanders hay là dân biểu uh, Alexander Ocasio-Cortez mà người ta viết tắt tên của bà là AOC. Đó. Thì nếu mà cứ đi theo cái khuynh hướng đó thì có thể rằng là đại dân chủ sẽ thành công trong những ghế quốc hội ở ở những tiểu bang rất là cấp tiến ở trong những cái vùng duyên hải như là california, oregon hay là uh, hay là tiểu bang washington hay là tiểu bang new york là ở bên miền đông nhưng những cái chiêu bài defund the police những cái chiêu bài open border uh, nó không có phù hợp với các ứng viên đảng dân chủ đang phải tranh cử trong những cái địa hạt mà nó ôn hòa hơn nó trung dung hơn khi mà người dân ở đây có một cái khuynh hướng à, bình thường hơn chứ không phải là một cái một cái bình hướng một một cái khuynh hướng cấp tiến nữa, như là ở bên à, ở cái, cái bên đi hạt của cái bà AOC thì à, để cho quý vị thấy là cái, cái cái sự thất vọng của đảng dân chủ tại quốc hội trong kỳ bầu cử này nó như sao? Nhiều cuộc thăm dò dư luận cho biết rằng là đảng dân chủ tại hạ viện của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của bà Nancy Pelosi đáng lẽ ra là phải tăng thêm ghế ở tại Hạ viện. Nhưng không ngờ sau khi mà họ đếm tới ngày hôm nay đó thì đảng Dân Chủ ít nhất là sẽ mất từ 7 ghế cho tới 10 ghế ở tại Hạ viện. Đây là một cái sự thất vọng cho bà Nancy Pelosi. Khi mà đi vô cuộc bầu cử nhiều, nhiều cuộc thăm dò cho rằng là đảng của bà đang đứng ở thế thượng phong. À, các ứng cử viên của đảng Dân Chủ gây quỹ nhiều hơn các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Uh, thì tại sao mà mà lại mất ghế ở Hà viện mà trong khi là uh, mình có nhiều cái lợi thế như vậy và trong khi cái ứng cử viên trên cử tổng thống của mình lại đang dẫn đầu thì đó là là một cái sự thất vọng cái thất vọng thứ hai nữa của bên đảng dân chủ ở tại quốc hội đó thưa quý vị đó là khối dân chủ dưới ông thượng nghị sĩ Charles Schumer trưởng khối của đảng dân chủ ở tại thượng viện nghĩ rằng ít nhất là họ lật được từ ba cho tới 4 ghế để mà giành được quyền kiểm soát của Thượng viện. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, họ chỉ mới có lấy về được một ghế thôi. Họ lấy được hai ghế bên Đảng Cộng Hòa nhưng mà họ lại mất uh, đi uh, một ghế cho nên rằng là uh, tính tới tính, tính lui thì học tới bây giờ này cái túc số của họ đó là từ 47 thành viên chỉ tới 48 thành viên mà thôi. Hai cái ghế ở bên tiểu bang Georgia vẫn phải đợi, vẫn phải đợi tới tháng Giêng rồi mới uh, tính tiếp thì chúng tôi sẽ dành một chương trình khác để bàn về cái quyền kiểm soát của thư viện tại tiểu bang Georgia trong tháng giêng và một chương trình khác xin quý vị đón xem nhưng mà trong ngày hôm nay đó thì mình chỉ nói rằng là những cái chiêu bài cực đoan như là cắt giảm ngân sách của sở cảnh sát mở rộng biên giới uh, giữa Mỹ và Mexico và một số các uh, chương trình khác nó quá uh, cực tả đi nó đã làm cho những cái người cử tri ghi danh uh, theo theo uh, theo cái cách tầng không có đảng phái nào đó họ đã uh, xa lánh với các ứng cử viên của đảng dân chủ này và họ đã bỏ phiếu cho mình Đảng cộng hòa. thì uh, trong ngày hôm nay một số các thành viên bô lão của đảng dân chủ đã cảnh báo về cái việc này và cho rằng là trong kỳ bầu cử sắp tới không có nên dùng những cái chiêu bài này để mà đi tranh cử nữa, tại vì có thể thắng ở tại Tây bang California, có thể thắng ở tại New York nhưng mà sẽ thua nhiều ở những nơi khác. và thưa quý vị, đó là ba bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ hứng thú với trong ngày chủ nhật hôm nay, ngày 8 tới tháng 11. Và một lần nữa, nếu mà quý vị thích những nội dung như vậy, xin quý vị giúp cho tôi bằng cách rằng bấm cái nút subscribe ở dưới đây để mà ghi danh vô chương trình này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và Uh, xin hẹn quý vị lại like vào chương trình của tuần uh, tới